Vâng Hoa xin chào tất cả mọi người nhé Thì hôm nay Hoa làm clip cách chấm là cây bằng ba loại cỏ khác nhau Hay Đầu tiên thì mình xây gạch ba cái cây Đó, nằm cây cần nhau mọi người nha Đấy, Mình chấm cây thì chấm với cây, cây thẳng luôn mọi người Đầu tiên thì chấm bằng cây cò xoè Đấy, Lấy hai màu mọi người nhá Một màu xong mình đầy sẵn mà màu vàng cũng được Đấy, Chấm theo kiểu dứt dắt chấm vào Xong kiểu dứt qua dứt lại mọi người nhá Đó, Khá là đơn giản luôn Cứ mình lấy màu này mọi người tán màu nhuyễn lên đầu cò chấm bằng cái đầu cò mọi người nhá ấy chấm bằng cái đầu cò dít qua dít lại dứt dắt mọi người chọn kiểu trừ giác mọi người nhá chấm theo kiểu dứt dắt rất là dễ luôn mọi người cái cò xe này chấm cái cực kỳ dễ dàng luôn anh chị nào cần cò xe thì comment bình luận xuống dưới video mọi người ấy cái chấm đầu tiên đó là dùng cò xe hay cái chấm thứ hai mình dùng cái cò lông mềm đó, bị cùn rồi mọi người nha cũng chấm theo kiểu đầu cò lấy màu bằng đầu cò và chấm theo kiểu dứt dắt mọi người ấy mình lấy màu xanh xong xíu nó nó khô thì mình để thêm màu vàng thêm ánh sáng vào nữa là ok mọi người nha những cách trồng cây đơn giản trong và kênh phong cảnh đẹp mọi người này có rất là nhiều cách trồng cây khác nhau mọi người nhé hôm nay thì họ làm cây cách ba cách trồng cây dùng ba cây cò khác nhau ấy cây này là cò cùn lóng cứng Đấy cùng chấm theo kiểu dứt giác mọi người mọi người xem video mà thấy hay thì đừng quên bình luận video follow kênh hòa mọi người nha anh chị nào mà cần dùng cụ vẽ trên phong cảnh thì nhắn tin cho Hoa. Hoa cũng chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi, ủng hộ kênh Hoa nhé. Chúc mọi người một buổi sáng thật nhiều vui vẻ. Hoa chào tạm biệt mọi người.